Xin chào tất cả quý anh chị, chúng ta đã quay trở lại với dự án The Global City. Và hiện nay Tấn đang có mặt ở tại thực tế dự án để chia sẻ cũng như cập nhật để cho tất cả các anh chị đã và đang quan tâm đến dự án này. Và trong thời gian sắp tới đây thì Matrai Home của chúng ta sẽ triển khai sản phẩm cao tầng đầu tiên ở tại dự án The Global City, thưa các anh chị. Và sản phẩm của chúng ta gồm có hơn 8.000 căn hộ, có 27 tòa nhà. Và trong đó thì chúng ta có những cái sản phẩm ví dụ như là căn hộ, nhà phố, biệt thự, sắp hao, dinh thự ở tại dự án này. Tuy nhiên sản phẩm cao tầng của chúng ta sẽ triển khai vào tháng 11 năm 2024 để cho quý anh chị cư dân cũng như khách hàng đang quan tâm đến dự án này để chúng ta có thể mua được những căn nằm ở vị trí tốt, giá hợp lý cũng như là được đầu để các anh chị chúng ta mua ở hay là mua để đầu tư. Và dự án The Global City của chúng ta triển khai từ năm 2022 và hiện nay đã bàn giao nhà phân khu đầu tiên, đó chính là phân khu Soho như các anh chị chúng ta đang nhìn thấy. Với phân khu Soho là phân khu đầu tiên triển khai và hiện nay cư dân đã nhận bàn giao nhà và mức độ hấp thụ đã tầm khoảng chừng 90%, chỉ còn một vài căn là các anh chị chúng ta sẽ mua trực tiếp với chủ đầu tư và còn lại thì hầu như là đã bán cho nhà đầu tư hết rồi, cũng như khách hàng mua để ở. Và trong đó tầm khoảng chừng 15-20% đã làm nội thất. Và đặc biệt đó chính là khu Complex CBM hiện nay đây đã hình thành một trong những hạng mục rất là đặc biệt của phân khu Soho cũng như dự án The Global City của chúng ta. Và trong tháng 11 này chúng ta sẽ triển khai cái phân khu cao tầng để cung cấp ra thị trường một số lượng căn khá là lớn. Trong đó là sản phẩm rất là đặc biệt đó chính là 4 tòa căn hộ nằm ở vị trí ngay tại trung tâm thương mại của dự án The Global City. Và đây chính là trung tâm thương mại lớn nhất ở tại khu vực miền Nam, có tổng quy mô là 123.000 m². Thì bản thân Tấn đã làm cho dự án này khá là lâu rồi, chính vì như vậy Tấn rất là rành cũng như là những cái thông tin mà Tấn cung cấp ra cho các anh chị đều gọi là những cái thông tin rất là chính xác và đầy đủ. Và những anh chị chúng ta đang quan tâm đến dự án này thì trong video này thì Tấn cũng khó có thể nào truyền tải hết tất cả những thông tin để cho các anh chị chúng ta đang quan tâm và tìm hiểu một cách chi tiết và đầy đủ. Chúng mình như vậy, những anh chị chúng ta đang quan tâm tìm hiểu cho mình những cái sản phẩm bất động sản, không chỉ đầu tư bất động sản an toàn mà còn vừa đáp ứng cái nhu cầu của các anh chị về dòng tiền, về thanh toán, về khả năng cho thuê cũng như tăng giá, thì bản thân Tấn sẽ là người trực tiếp hỗ trợ cho các anh chị ở dự án The Global City hoặc là những cái dự án mà các anh chị chúng ta đang quan tâm. Và hiện nay thì dự án đang trong quá trình triển khai, chính vì như vậy cách đây khoảng chừng 2 đến 3 ngày thì chúng ta có cái khai trương căn nhà mẫu ở tại phân khu Soho. Chính vì như vậy có rất là nhiều anh chị khách hàng đã là cư dân của dự án rồi. Tuy nhiên có một số anh chị chúng ta cũng mới tìm hiểu thì chúng ta lại có cái cơ hội để chúng ta xem những căn hộ mẫu mà chủ tư đã thiết kế để bàn giao cho cư dân như thế nào. Thì trong thời gian sắp tới đây, những cái thông tin cụ thể hơn về căn hộ ở tại 4 tòa đẹp nhất của dự án thì Tấn sẽ cập nhật cũng như chia sẻ đến cho quý anh chị thường xuyên cũng như hàng ngày. Và bản thân Tấn cũng có rất là nhiều cái lượt khách đi tham quan ở tại dự án The Global City mỗi ngày. Chính vì như vậy, cứ có cái thông tin mới là Tấn sẽ cập nhật và chia sẻ đến cho tất cả các anh chị. Và các anh chị chúng ta đang xem clip này thì đừng quên like và subscribe, đăng ký và ủng hộ kênh của Tấn để chúng ta thường xuyên nhận được những thông tin mới nhất về dự án này nhé. Tôi là Thành Tấn, nhà tư vấn bất động sản chuyên nghiệp ở tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các anh chị chúng ta đã dành thời gian theo dõi video và hẹn gặp lại các anh chị ở video cũng như clip tiếp theo.